Khách đang ngồi uống nước thì bất ngờ có một nhóm người lăm lăm hung khí xông vào quán khiến khách khiếp vía bỏ chạy tán loạn. Ngày 18 tháng 10 năm 2022, mạng xã hội chia sẻ đoạn phim ghi lại vụ việc này. Được biết, vụ việc xảy ra tại quán nước trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 21 giờ tối ngày 16 tháng 10, tại quán nước đối diện một trường học cấp 2 trên đường Trương Phước Phan có nhiều khách đến uống nước và xem bóng đá. Một số học sinh tan giờ học thêm cũng vào ngồi uống nước tại đây lúc này có một nhóm hơn 10 người trẻ tuổi chạy xe máy đến. Vừa dừng xe, nhóm người lăm lăm hung khí xông vào quán. Khách đang ngồi uống nước trong quán thấy vậy bỏ chạy tán loạn tìm chỗ trốn. Nhóm này sau đó hô lớn nhầm người rồi và quay trở lại. Vụ việc khiến một số bàn ghế trong quán bị hư hỏng bể kính. Theo người dân, trước khi rời đi, nhóm này còn hô lớn tụi tao là thiên vị quận 11 để thách thức những người có mặt tại quán. Liên quan đến vụ việc này, một nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường ghi nhận cũng như đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Bước đầu, sự việc được xác định do xích mích giữa hai nhóm học sinh. Nhóm người sau đó kéo từ quận 11 đến quán nước này tìm người. Khi đến nơi, nhóm này thấy một nhóm học sinh đang ngồi trong quán, tưởng nhóm đối thủ nên cầm hung khí xông vào quán. Khi biết nhầm người, nhóm này lên xe bỏ đi.